Xin chào các bạn, đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 11 tây tháng 1 năm 2021 và từ tối hôm qua cho tới, tới bây giờ chúng ta đang chứng kiến một cái cuộc điều chỉnh uh, của thị trường các bạn thấy được là Bitcoin điều chỉnh đợt này coi như là đợt đầu tiên và điều chỉnh cái độ là đủ tầm để chúng ta thấy được là có thực sự là một cái cuộc điều chỉnh đang xảy ra tại vì trước đây các bạn thấy được là từ 10.000 đô lên thẳng tới 42.000 đô là chỉ điều chỉnh rất là ngắn hạn trong thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ mà thôi trong những cái đợt điều chỉnh mà các bạn thấy chỉ lên xuống trong cái phạm vi là 10 tới 16 phần mà thôi đợt này chúng ta cuối cùng cũng đã thấy được Bitcoin có một cái sự điều chỉnh sâu hơn và có rất nhiều bạn thì đã chờ đợi cái tình này từ bao nhiêu tuần nay thì cũng đã nhân cơ hội này để mà tích lũy thêm Bitcoin có nhiều bạn thì có thể là mới tham gia vào thị trường này cho nên có một cái phần lo lắng và Thuận muốn chia sẻ những thông tin với các bạn lý do tại sao mà nhiều bạn đăng ký để mà tham gia vào cái channel youtube này tại vì các bạn muốn nhận được những cái thông tin, những cái cách nhìn, những gì mà thường đang làm để các bạn có thêm một thông tin để hiểu hơn về tình hình của thị trường nói chung. Cho nên ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi sẽ dành thời gian để mà chia sẻ thêm những cái thông tin với các bạn. Và những thông tin này hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu là xoay quanh thị trường Bitcoin. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ đang có một cái cuộc điều chỉnh mạnh và chúng ta thấy được là trong cái tình hình này thì những cái đồng altcoin cũng sẽ đi theo suối của Bitcoin. Tại vì chúng ta thấy là altcoin chỉ có cái sự tăng trưởng khi Bitcoin đi hàng ngang hay là được chính nhẹ chứ không phải như trường hợp mà các bạn đang thấy trên màn hình và có rất nhiều điều không cần phải nói với các bạn để các bạn hiểu hơn về tình hình bây giờ tại vì trên thị trường bây giờ có rất nhiều những cái thông tin gây ra nhiều cái sự lo lắng và chúng ta trước hết thì nhìn vào cái sự xuống giá này đi Bitcoin thì chúng ta thấy là chúng ta đang nhìn vào biểu đồ đánh ngày của sàn Coinbase thì chúng ta có đã biết là cách đây 4 ngày đó, ngày 8 tây tháng 1 thì lúc đó giá Bitcoin là 41.992 cho là 42.000 đô đi thì từ cái mức là 42.000 đô các bạn thấy được xuống cái mức thấp nhất ngày hôm qua là đến cái mức là 30.078 nhưng mà vẫn chưa xuống dưới 30.000 đô thì chúng ta thấy được là cái cuộc điều chỉnh này là 28,36% như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì đây là cái đợt điều chỉnh mà cho đến ngày hôm qua chúng ta thấy được đã xuống tới cái mức là 28,36% à, nhưng mà sau đó đã có một cái đợt hồi phục lại và chúng ta thấy bây giờ là Bitcoin ở cái mức là 34.569 hồi sáng nay cũng đã trở về cái mức là trên 35 000 nhưng mà cái mức này thì chúng ta có thể thấy được là Bitcoin nếu như mà chúng ta tính từ cái đỉnh là 42 000 cách đây 4 ngày cho đến mức là 34.600 đô thì các bạn thấy là Bitcoin bây giờ là hồi phục lại và chỉ xuống là 17,66% và cái đợt điều chỉnh này nếu chúng ta tính luôn ngày hôm qua khi mà xuống tới 30.000 thì coi như chúng ta đã trở lại cái ngày là ngày 4 tây tháng 1 và các bạn thấy là cái mức bây giờ đó là 34.500 đô thì chúng ta đã trở lại cái mức giá là lần đầu tiên chúng ta thấy cái mức giá này là cái ngày là 3 tây tháng 1 và chúng ta thấy là tôi biết là nhiều bạn cảm thấy Bitcoin đi xuống rất là mạnh và rất là lo lắng nhưng mà thật ra mà nói là cái khoảng cách mà Bitcoin đi từ 42.000 đô đi xuống mức là 30.000 đô đó thật ra chúng ta chỉ mới thấy cái mức giá đó cái tiền chỉ có dài ngày mà thôi có nghĩa là chúng ta chỉ trả về dài ngày mà thôi chứ không phải là sâu như là nhiều bạn đang tưởng tượng bây giờ chỉ là cho bạn thấy là con số quá lớn từ 42.000 xuống còn 34.000 cho nên cảm thấy là rất lo lắng nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn là những cái đợt xuống giá trong cái đợt tăng trưởng là một chuyện mà chúng ta đã thấy rất nhiều lần trong lịch sử của Bitcoin và chúng ta cũng sẽ nói là cái đợt đi xuống giá này tốt hay là xấu, thường nghĩ là đây là một cái đợt xuống giá mà chúng ta rất là cần thiết, thường đã chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây là tại sao nên phải cần bitcoin có cái sự điều chỉnh lại và tại sao cái điều chỉnh rất là quan trọng và chúng ta cần bitcoin điều chỉnh đủ sâu và đủ dài, chứ nếu không thì chúng ta sẽ kết thúc cái đợt tăng trưởng này. Cho nên cái đợt đi xuống giá này đó đối với Thuận thì có thể nhiều bạn cảm thấy là vui hồi sáng này khi Bitcoin đã đi từ mức 30.000 trở lại 34.000 nhưng mà đối với Thuận thì thường lại muốn Bitcoin có thể đi xuống sâu một chút và kéo dài một chút có thể là kéo dài một tuần hai tuần trước khi mà hồi phục đối với Thuận cái đợt xuống giá này cũng đã quá nhanh rồi nhưng mà Thuận sẽ chia sẻ thêm để các bạn hiểu hơn về cái vấn đề này và chúng ta nhìn chung vào thị trường crypto thì chúng ta thấy được là Bitcoin xuống. Thì đương nhiên chúng ta thấy những altcoin cũng có cái phần trăm đi xuống cùng với lại Bitcoin, nhất là Ethereum. Các bạn thấy là Ethereum đã có mức là 1.352, cuối cùng cũng không có thể phá được cái đỉnh cao trước đó là 1420 Và các bạn thấy là Ethereum thì ngày hôm qua cũng xuống tới mức là 903 đô, nghĩa là xuống 33% xuống sâu hơn là Bitcoin và chúng ta thấy được là trở về cái mức hiện bây giờ thì Ethereum là xuống 20,73% và chúng ta nhìn chung ở trong hình crypto này thì chúng ta nhìn vào coin 360 đi để thuận refresh cái channel lại thì coin 360 sẽ cho các bạn thấy được là thị trường ngày hôm nay là à, phần lớn là một màu đỏ và chúng ta thấy là Bitcoin xuống, Ethereum xuống có những đồng có sự tăng trưởng ngày hôm nay là đồng DOT nghĩa là đồng Polkadot, XRP nhưng mà phần lớn các bạn thấy được là một màu đỏ ngày hôm nay và nhìn vào cái top 10 thì chúng ta thấy được là trên trang web CoinGecko thì các bạn thấy là Bitcoin trong vòng 24 tới hồi vừa qua thì dựa theo CoinGecko là xuống 4,5% trăm thì xuống 9,5% ổn định chúng ta sẽ không nói tới XRP thì xuống 4,9% Litecoin xuống 15,5% Bitcoin Cash xuống 12,6% Cardano xuống 5,7% Polkadot xuống 6,2% Và Stellar Lumen lên 1,8% Cuối cùng là Chainlink thì xuống 5,7%. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi thuần Capital trên các mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất và nếu như bạn là một trader, bạn đang tìm kiếm những cái dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể tìm hiểu những cái thông tin bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn giao dịch như là SnapX, MT, Binance, Bybit, Coinbase những ứng dụng như là BlockFi, cryptocurrency và những ưu đãi các bạn có thể nhận được như là nhận bonus khi mà tham gia cũng như là giảm phí giao dịch khi các bạn đăng ký thông qua link của thuận capital và bạn bấm vào cái nút màu xanh lá cây này các bạn có thể đăng ký và rút những hỗ trợ thì bên thường sẽ cố gắng để mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ này đây là những cái ưu đãi mà thuận muốn mang đến cho các bạn thì có phải là chúng ta thấy Bitcoin đã đi xuống 28,41% từ cái mức là 42.000 đô xuống chứ còn có 30.000 đô tối ngày hôm qua thì coi như là chúng ta đã xong rồi Bitcoin đã không thể tiếp tục tăng trưởng nữa chúng ta đã kết thúc cái mùa tăng trưởng này có phải như vậy hay không thì đương nhiên là không phải các bạn sẽ thấy được một số thông tin mà Thuận đã chia sẻ hồi sáng này trên những cái mạng xã hội đó như là chúng ta nói về cái thông tin mà Thuận chia sẻ trên Facebook đi thì đây là một cái thống kê trong lịch sử của Bitcoin năm 2017 khi các bạn nhìn vào cái biểu đồ của Bitcoin trong năm 2017 đó có thể là các bạn thấy được là giá Bitcoin cứ tăng vọt lên nhưng mà thật ra trong đợt tăng trưởng đó khi mà Bitcoin đi từ 1.000 đô lên tới 20.000 đô đó thì đã có rất nhiều đợt điều chỉnh giá rất là sâu để thương cho các bạn một số những cái tài liệu các bạn thấy được là ngày 10 tháng 3 năm 2017 tới ngày 24 tháng 3 năm 2017 nghĩa là trong vòng 2 tuần 14 ngày đó thì Bitcoin đã bị điều chỉnh từ mức là 1 1326 có nghĩa là cái đỉnh cũ trước đó trở về cái mức chỉ có là 892 đô mà thôi, xuống 32,8%. Sau đó ngày 27 tháng 4 năm 2017 đó thì giá Bitcoin đã trở lại cái mức cũ trước đó như là 1326 Trong vòng 48 ngày các bạn đã có lời được 49%. Đây là cái đợt mà điều chỉnh mạnh trong đợt tăng trưởng đó chúng ta chỉ nói tới những cái đợt điều chỉnh mạnh mà thôi có rất nhiều những đợt điều chỉnh nhỏ hơn như là 15 20% nhưng ta sẽ không có tính. Chúng ta chỉ tính những cái đợt điều chỉnh mạnh trong cái đợt tăng trưởng của năm 2017 mà thôi. Để các bạn thấy được là rất nhiều lần Bitcoin điều chỉnh mạnh khi mà tiếp tục có đợt tăng trưởng kế tiếp và mỗi lần điều chỉnh mạnh xong thì lại trở về cái mức cao đó và lại tiếp tục phá đỉnh cũ lập đỉnh mới. Như là các bạn thấy là tháng 5 sau cái đợt điều chỉnh tháng 3 đó thì tháng 5 của năm 2017 ngày 25 tháng 5 tới ngày 27 tháng 5 trong vòng 3 ngày đó giá Bitcoin đã đi từ cái mức là 2.760 xuống chỉ còn 1.850 thôi có nghĩa là đã điều chỉnh 33% trong phạm vi 3 ngày từ 2.700 xuống còn 1 800 và sau đó ngày 6 tới tháng 6 năm 2017 thì giá Bitcoin đã trở lại cái mức là 2.760 và quan hệ được đã tăng 49% từ 1.850 trong vòng 12 ngày đã hồi phục lại. Kế tiếp nữa, tháng 6 các bạn thấy được là chúng ta đã thấy một cuộc điều chỉnh và cuộc điều chỉnh này bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 16 tháng 7, có nghĩa là điều chỉnh trong phạm vi là 35 ngày, khoảng chỉ một tháng thì cuộc điều chỉnh này là Bitcoin đi từ 3 3025 xuống còn 1837, có nghĩa là xuống 39,3% thì sau đó ngày Năm tây tháng 8 năm 2017 thì giá Bitcoin đã trở lại cái mức 3 3025 có nghĩa là 55 ngày sau đó thì những bạn nào mà đã mua ở cái mức là 1837 đã có lời 65% rồi Kế tiếp nữa các bạn thấy là tháng 9 của năm 2017 đó Thì chúng ta thấy được là từ ngày 2 Tây đến ngày 15 Có nghĩa là trong vòng khoảng chừng là 2 tuần, 13 ngày Bitcoin một lần nữa lại có cái sự sụp giá từ 5014 xuống chỉ còn có là 2951 xuống 41,1% các bạn thấy đưa là trong hai tuần này thì như nào mà trong thị trường này năm 2017 chứ cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra đó chính là cái thông tin từ Trung Quốc là sẽ không hỗ trợ thị trường crypto này sẽ không cho sàn giao dịch tiếp tục phục vụ người Trung Quốc khiến cho giá đi xuống rất là mạnh 41,10% trong thời gian chỉ có là 13 ngày nhưng mà sau đó ngày 12 tây tháng 10 năm 2017 như là 40 ngày sau đó hơn một tháng sau đó thì giá đã trở lại và phá cái đỉnh cũ lập đỉnh mới, nghĩa là các bạn đã lời được 70% và kế đó nữa là tháng 11 ngày 8 tới ngày 12 tây trong vòng 4 ngày giá Bitcoin đã từ 7.879 xuống chỉ còn 5.507 nghĩa là xuống 30% trong phạm vi là 4 ngày và sau đó 8 ngày sau đó ngày 16 tới tháng 11 thì đã có cái sự hồi phục trở lại và đã có cái phần lợi nhuận là 43% từ cái mức là 5.507 thì tôi sẽ cho các bạn thấy được một cái tài liệu khác nữa nhưng mà cũng tương tự Nhưng mà tài liệu này được chia sẻ bởi một youtuber cũng rất nổi tiếng đó chính là con Daily Thì đây là những gì mà Thuận vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà chúng ta nhìn vào một người khác chia sẻ những cái đợt điều chỉnh